kéo lên, kéo lên. Kéo đây xong kéo hết ra ngoài luôn. Không, kéo ở trong này hất ra. Hất lên luôn. Đổ lên, đổ lên. Rửa máy hứng đổ hết ra ngoài nhá. Rồi, ok rồi. Xin chào tất cả các bạn nhé. Buổi sáng sớm này Thắng trở lại hấu chua. Hôm nay có đủ người không anh? Có thả sánh không lên làm rồi. Sánh không lên làm hẳn rồi à? Nghỉ hôm qua. Nghỉ hôm qua, hôm nay nghỉ tiếp rồi à? Hôm qua đến không có nghỉ mà hôm nay không lên làm. Thế nó ốm đau thế nào rồi? Không biết được. Chưa ai đi hỏi à? Chưa ai đi hỏi. Không có điện. Vãi. Thế là sánh là vẫn ốm à? Hả? Thế bây giờ như nào? Nghỉ hôm nay nữa à? Ai à? Hôm nay là có 6 chiến sĩ thôi thì. Cái anh hàng xóm kia không lên hộ à? Anh. Chết rồi. Càng ấy nhỉ. Này sáng ngày không thể lên được đến đây rồi, nhìn thế này. Như này đổ dây nhá, phải đổ dây vào nhá. Đoạn này đổ dây nhá, các ông hôm nay sới ra như này rồi là phải đổ dây lên. Cái nền sáng nay sới lên rồi đúng không? Đây vợ xính này nhìn ra. À đâu vợ xử chứ. Bó à? Ôi trời ơi. Này, hôm nay có 6 người làm thôi. Chết dở nhỉ. Đổ dày một tí nhá, vào nhá. Này đổ dày xi vào đấy. Chỗ này là bọn em cuốc lên như này là phải đổ dày vào đầm mạnh vào. Đây khỏe chưa? Hôm nay khỏe chưa? Hả? Ăn được mấy bát mì rồi? Hai gói rồi gì? À, mày hôm qua không thèm vẫy tay anh Thắng. Hôm nay nhìn thấy đội lực lượng còn thấy cười cười. Đúng là tối hôm qua các ông bị uống rượu đúng không? Hả? À, uống rượu tối đúng không? Mấy ông này hẳn là chiều hôm qua buồn quá. Còn vài ngày nữa anh em làm thì sẽ, nếu mà anh em mà chống chọi được mà làm khỏe được ấy thì sẽ cao hơn đèo Mã Pì Lèng rất nhiều. Đó. Phía bên kia là cung đèo Mã Pì Lèng. Hiện giờ thì nhóm
siêu nhân đã làm vượt rồi, vượt cao hơn rồi. Các bác nhìn thấy là bên kia thấp hơn rồi. Đấy, đèo Mã Pì Lèng bên kia. Đèo Mã Pì Lèng này có chiều dài là 20 cây số, bắt đầu từ thôn Pả Vi Hạ. Đó, và chạy dài đến thị trấn Đồng Văn. Đó. Thì bác nào mà đi Hà Giang rồi thì chắc chắn là không lạ gì với con đèo này, tại vì ai đi Hà Giang đều đi con đèo này. Con đèo này nằm trên gần đoạn cuối của cung đường Hạnh Phúc. Cung đường Hạnh Phúc thì cái điểm cuối của nó thì nằm tại tổ 1 thị trấn Mèo Vạc. Và cái con đèo này thì nó cách cái điểm cuối đó chỉ còn khoảng 7 cây số thôi nhá. Đây người ta gọi là cây 7. Đó. Đúng ngã ba mà đi đường này là đường đi vào khu vực biên giới, ba xã biên giới của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Hôm nay thì ngày tiếp theo thì Thắng cũng đến đây là Thắng chỉ đếm người thôi. Lúc đầu là Thắng chỉ đếm người, mong sao là nó đủ 7 người. Nhưng mà hôm nay thì báo về là em Pó kia là vẫn bị ốm và đi sang bên Tìa Cua Si, không biết là làm cái gì, ốm thôi mà bảo là đi đâu rồi đó. Nên là hôm nay là ngày cật lực của 6 người. Đấy. Cái anh hàng xóm thì hôm nay cũng bận công việc gia đình rồi, anh ấy chỉ lên giúp được ngày nào thì giúp thôi. Còn đâu là 6 người này sẽ cùng với cả cái ngày hôm nay là cật lực tiếp. Đấy. Đây là một cua nữa. Chiều nay sẽ oánh cua này xong. Và cái cua tiếp theo này nó ngay gần đây thôi. Nhưng mà Thắng thì không ở lại được. Đấy, do công việc. Nên là oánh hết cua này là Thắng sẽ phải về Hà Giang. Rồi là Thắng sẽ không mua xi thêm nữa. Đó. Một là thứ nhất là em cháu Linh cũng chưa về. Thứ hai là để cho nghỉ 1-2 ngày lại cho quân nó khỏe đã. Đấy, cứ làm nghỉ để cho quân nó khỏe, không làm mà Thắng dồn liên tục 40 tấn xi, 20 tấn xi thì anh em không thể nào mà trèo chống được. Thế nên là Thắng 10 tấn này là Thắng để ở đây làm cho anh em làm xong thì anh em nghỉ ngơi. Nếu mà Thắng mua tiếp 10 tấn nữa thì sợ anh em là không chịu được nhiệt. Đấy, bác sò ạ. Đang lên cua dốc thứ hai đã xong và tiếp tục vào cua này là cua thứ ba luôn. Đấy, cua thứ ba ngay đây rồi. Buổi sáng ngay làm là bột đá này và xi này là ngay gần đây, cái này vận chuyển là nhàn đấy. Chỗ này phải đổ dày dày một tí nhá. Cho căng căng dày dày lên tí.
đẩy nhanh chân chứ kìa, anh sờ kìa. Sản phẩm ra nhanh hơn thì nó sẽ làm cái này sẽ nhanh hơn. Lên thốc mạnh trộn nhanh vào. Trộn nhanh lên thì bọn nó sẽ giải nhanh, không tí nữa nắng ấy, hôm nay lại nắng rồi này. Trời xanh lét rồi này. Mệt đấy. Đi đâu ấy anh? Mấy đải nữa à? Trôn đấy à? Ờ. À, một đá trôi đây mất mấy tải. Mưa các bạn. Tốc độ nhanh nhanh lên một tí. Đẩy nhanh nhanh một chút. Cho dày dày tí nhá. Lúc nào cũng phải nhắc là dày liên tục ấy. Và có bác là nói gọi điện cho Tất Thắng là bảo là cắt bớt cái kia đi, để cái kia khoảng 20 phân thôi, cái cào cào kìa. Đấy là bây giờ thì các bác biết rằng là rất nhiều người là biết số điện thoại của Tất Thắng rồi, là 0834335335 rồi. Nhưng mà những cái việc gì nó quan trọng thì các bác có thể gọi vào đó. Một là các bác gửi tiền này, hai là các bác có những cái vấn đề gì nó thật quan trọng
Nên bác bảo là phải cắt cái đấy đi hay là như nào đó thì thực sự là một ngày rất nhiều người, có những người là vì quý tất thắng gọi điện là chỉ hỏi thăm sức khỏe, rồi là chúc gia đình của tất thắng, rồi là chúc cuộc sống của tất thắng là hạnh phúc, rồi là rất nhiều thứ. Nên là thắng không thể nào nghe hết được, nên là các bác các cô là không nên trách tất thắng nhá. Nên nhiều cuộc điện thoại mà thắng không nghe được thì là mong là các cô bác là thông cảm cho, tại vì có nhiều lúc các bác còn gọi đè lên nhau, bác này gọi đến thì bác kia lại gọi tiếp, nên là chưa xong cuộc này thì nó lại sang cuộc khác, nên là các bác là thông cảm cho. Nên là khi gọi điện nhiều quá không được rồi các bác lại nhắn tin là trách móc, là kêu mấy cả này nọ, nhưng mà thực ra là các bác biết rằng là nó quá nhiều cuộc điện thoại rồi, là không biết được cái cuộc điện thoại nào nó ấy. Còn có người nó, người ta chỉ nháy máy thôi, nháy máy đến lúc mình nghe xong mình bấm nghe cái là người ta lại tắt đi đấy. Không phải là nó, nên là nó xảy ra suốt 4 năm nay rồi, nên là tất thắng nghe được cuộc nào là các bác cũng hoan hỉ, mà không nghe được thì các bác cũng hoan hỉ cho. Nên là rất mong là các cô bác là thông cảm đấy. Còn về vấn đề cắt cái kia đi thì hiện giờ anh em đang làm đấy, nó rất đang hợp lý. Thế là có người thì lại bảo là phải thế này phải thế kia, rất nhiều thứ nữa. Nên là đôi khi anh em nó đang làm hợp lý rồi thì cứ để cho anh em nó làm. Nên là các cô bác là xem qua video là cũng thông cảm cho là nếu họ đang làm đấy hợp lý rồi thì kệ họ đấy. Như này hiện giờ họ đã làm tuyết từ dưới kia, vòng hết qua đây, xong là vòng lên trên này, vòng lên trên này, vòng lên đây rồi. Là họ vẫn đang làm như thế và họ đang cảm thấy rất là hợp lý thì họ để họ làm. Cái gì nó không hợp lý thì thắng sẽ chỉnh sửa cho họ. Hiện giờ họ đang làm cái này là đang hợp lý đấy. Thắng là lúc nào cũng phải là 24/24 là dục là phải đổ dây vào đấy. Đổ dây này là không phải đổ dây để cho tất thắng đi, thắng không có đi được ngày nhiều, thắng thì chỉ làm xong ở đâu gái trong một thời gian là thắng cũng có thể không đến nữa. Đấy, các bác là đến được nữa mới cả các bác nữa này là cái duyên. Muốn cho anh em nó đổ dày lên là để cho nó đường nó đảm bảo sau này anh em nó chính là 15 hộ dân đi lại. Và có những bác là xem chưa xem video từ đầu, mới bập vào xem cái này các bác chưa gì đã hỏi là 15 hộ sao lại có 7 hộ đi làm, mà 8 hộ đi đâu. Thứ nhất là bây giờ một hộ đang làm nhà là nhà bạn Sử, thì bạn ấy ốm liệt giường suốt vài tháng trời nay rồi. Đấy. Còn 7 hộ kia thì đi làm ở tận Bình Dương, đi làm xa. Những hộ đó đi làm để gửi tiền về cho những hộ này mua dầu, mua thức ăn. Đấy. Nhưng mà do là hiện giờ thắng đang được nhận được tiền từ thức ăn từ các nhà hảo tâm. Đấy, nên là đang cứ tạm thời mua cho, còn đâu là những hộ kia là phải gửi tiền về cho những hộ này đi làm. Đó. Họ đi làm thuê mà họ vẫn gửi tiền về nhá. Đấy. Nên là các bác xem video, các bác coi video, không xem từ đầu thì thắng nói qua lại đây để cho các bác nắm được. Đây là 15 hộ. Đây không phải là một thôn. Đấy. Đây là một nhóm hộ nhá các bác nhá. Ở trong thôn này nó chia ra làm 2 hay 3 nhóm gì đó. Thì đây là một nhóm hộ lên một tuyến đường của một nhóm hộ thôi, chứ không phải là của cả một cái thôn mấy gần trăm hộ. Đấy. Đây là có 15 hộ thôi nhá. Thì sau này chắc là tách ra nữa thì là sẽ có 10 hộ nữa là có sổ hộ khẩu. Như nhà em Sử bây giờ là hình như là tính hộ thôi, nhưng mà trên nhà nước là chưa có danh sách, chưa có tách khẩu, chưa gọi là một gia đình nhá. Đấy là nói để các bác nào qua các cô bác là nắm được cho để biết được. Còn về vấn đề là kêu gọi đây thì các bác đã biết rồi. Ngại kia kia em ơi, đây rồi kìa. Ngay từ lúc đầu thắng làm ở đây thì các bác cũng biết là cũng có chính quyền địa phương, có cơ quan hội chữ thập đỏ của tất thắng đã đến đây, là bắt đầu thắng đến với cái tuyến đường này là từ ngày mua cái máy kia, xong là được các nhà hảo tâm giúp thêm rồi là mua được tiếp cái máy trộn kia, rồi là đến bây giờ giúp được cả xi, nhưng mà xi thì vẫn đang thiếu. Thắng rất mong được rằng là sẽ nhận được xi tiếp cho 7 anh em này làm. Còn là xi thì hôm nay thắng về thắng không mua tiếp nữa, chắc lại phải để cho anh em nghỉ ngơi thôi, hoặc là sẽ lấy thêm 100 bao nữa để cho, thế là chiều khả năng chở 100 bao nữa lên để kia nhá.
À, hôm từ hôm qua đến hôm nay làm được trăm bao chưa nhỉ? Được trăm bao chưa? Được rồi à? Thế thì anh về thì tí nữa anh điện thì là chiều họ sẽ chở trăm bao vào nữa nhá. Ừ, xong là anh về. Nắng này đấy. Chưa được đâu, chỗ đấy là nên đang đến bên đấy là lại vơi đấy. Kéo kéo thêm vào nữa đi, đang bị ấy chỗ đấy đấy. Ừ. Đang bị nghiêng bên đó đấy. Cho thêm giày vào. Ừ. Thêm tí vữa vào bên này đi. Đấy. Tống thêm vào bên đấy, đấy. À, vào cái chỗ đít bao này nữa này, có cái bao này, hất cho ông tí nữa vào đấy. Đấy. Rồi. Cho vào bao cái một thịa xẻng nữa. Rồi, ok. Ừ. Xóa này đi. Xóa này được rồi đấy. Ngồi kia bị con ong nó đốt ngay vào tay. Anh sò vẫn chưa xúc xong bột đá ở dưới lên à? Đi đâu rồi? Xúc dưới kia rồi à? Hay là sao hôm qua không ở gần đấy không xúc luôn ở dưới đấy? Đâu trôi xuống tận đâu xúc ở đâu dưới lán gì á? Hết luôn đống bột đá rồi mà chưa thấm vào đâu. Đủ 10 ký chưa?
12 ki phải không? Nắng lên rồi đấy, mệt rồi anh Sò nhờ. Hết bộ đá kia rồi đấy. Có hôm nay mùa bao là không hết. Ở chỗ nào? Đấy, 11 bao không hết á? 11 bao không hết à? Sao bây giờ ông chuyển lên đi để làm thôi. Bây giờ anh mang cây rồi nhưng mà không làm nào quá. Một mình nặng bây giờ không khiêng được à? Hai ba người kiêng mới kiêng cả. Rút một máng đi già. Rút một máng đi già. Chiều lấy hai cái cây tre này xuống dưới kia để kê nhá. Có dưới đấy chưa? Chiều chở 100 bao nữa. Bới đá thế này, bới bột đá.
Cao vừa đất vào, bảo đừng cao đất vào. Cao hơn cả Mã Pì Lèng đó. Gần 60 vác xi ấm ấm luôn. Rất khỏe. Năm mươi sáu tuổi. Với người ở vùng cao như là khỏe đấy. Nhưng nhiều người là già lắm rồi. Rách à? Đây các bác thấy là bình thường những cái cua này mà trời mưa xe máy chịu chết luôn, vứt xe ở ngoài luôn. Sau này có đường bê tông thì sẽ đi được ok. Sò vẫn lom ngóp ở dưới kìa.
Anh sao? Bảo là đi nhặt rau bí ở đâu? Rau bí ấy. À kìa kìa. Đây rồi, có rồi. Có rau rồi. Xong hết dưới kia chưa? Bây giờ mấy người xuống bê à? 16 bao à? Một mình không bê được à? Hả? Khó quá. Anh em bây giờ đang tiếp tục nhấc bột đá mà ông anh sò anh ấy múc ở bên dưới cái khu vực vườn ngô đấy, đang cẩu bột đá lên tiếp tục làm. Thời tiết bây giờ đang nắng rất gắt nha các bác nha, nắng to ấy, hôm nay nắng to rồi. Mùa này đó.
tới hết đống này luôn. Căng ấy nha. Được đấy. Rơi điện thoại đấy à anh? Hả?
sửa à? Phải đứt đứt à. Đứt đứt cái này đi. Lên đến cái chỗ ấy kia là cho một cái vách nữa nha, chỗ cái xẻng ấy, cho thêm một cái vách vào cái xẻng nhá, chỗ đoạn xẻng ấy nha em nhá, vào nhá. Đến đấy đấy, đến chỗ đấy là một cái vách nữa nhá. Sao ấy, máy làm sao ấy? Máy bị sao à? Nó bị sao à? Tuột ống dầu ra á? Sáng nay thay cái ống này rồi đúng không? Cái này là anh chịu nha, không biết cái gì về máy nổ máy neo đâu. Chỉ biết là làm thì thời gian là phải bảo dưỡng bảo riếc thôi. Anh Sò biết không? Trong này là kia biết nhất à? Ai biết nhất? Hai thằng à? Vừ mới cả Xài biết à? Bọn em chỉ biết làm thôi à? Thế anh Sò? Hai thằng thôi à? Anh Sò là cũng chỉ biết làm thôi. Hỏng quá chịu. Đây là già trẻ gái trai là cứ gọi nhau bằng thằng hết nhỉ. Không có anh với em gì đâu nhỉ. Có không gọi đâu nhỉ. Cứ thằng thằng kia, thằng này. Con gái cũng thằng. Họ không có sử dụng cái từ nhiều do đi học. Không đi học nhiều. Không va chạm nhiều. Dùng là từ thẳng luôn. Trộn một hết bao xi ba bao cái nghỉ à? Thôi ba bao đấy nghỉ nhá. Chiều trộn tiếp, chiều làm tiếp sớm xong là đến khoảng 4 giờ là bốc xi, chở xi.
Làm nốt bao này mới là một bao nữa rồi nghỉ. Bao này mới một bao nữa. Còn bao nào nữa không? Hết rồi hả? À? Chuyển từ kia xuống à? Thế lên chuyển một bao nữa xuống đây. Làm hai bao nữa thôi là nghỉ, là vừa cái chỗ kia. Chiều làm tiếp, 11 giờ rồi. Làm một bao nữa. Đấy, bác sổ uy tín nhất lại được đi bác sĩ. Làm thêm một bao nữa rồi là nghỉ nhá bác nhá. Và mấy cua dốc này chiều nay không làm lên được đến đây rồi. Ít bột đá quá, vẫn phải vận chuyển bột đá. Hôm nọ để xi vẫn là thưa. Đã nghe chỗ này phải để xi. Đúng không? Để xa quá. Đủ, chưa chưa có. Đủ là suốt là... Là chỉ xuống bột đá suốt là cũng là... Là con thế là con đĩa như của nhà chùa. Bổ đá là khu đụ, có máy, có những cái máy nhà rồi. Thế hôm nọ cái anh chủ tịch xã lên anh bảo làm điểm trường ở đoạn nào? Trường học ấy. Trường học ở xó của anh trò ấy. Ở trên nữa cơ. Ở trên xa đấy cơ. Thế cô giáo đi mệt đấy nhỉ? Ừ, đúng rồi, đi buổi chiều đó. Được rồi, đi, lên đi, bác sĩ xuống đi. Đây, đến đây là đến những cái hộ đầu tiên đấy này. Dạ. Đúng không? Này trồi hết một đá đi. Hết rồi. Không đủ nữa. Lại phải nghiền bột đá rồi. Bảo đưa máy về đây nghiền thêm tí bột đá nữa đi. Không. Chuyển số á. Chuyển số là chê kia có đá là không đủ cho nhà đâu ấy. Chuyển số là trên là đá có cái nền nhà mà đá là không nhanh lắm, tính mấy ngày đó. Ừ. Ờ, tôi chảy mua nó chảy bổ đá rồi chảy hết rồi. Chảy hết đây rồi đúng không? Chảy hết đây không có. Không cứ chị lê xuống ạ. Đây là cái có mà có nhiều mà. Anh sò ấy. Vác xì nhá. Xe kín vào mưa. Ở chỗ này được có mấy bao. Mấy bao này lại phải chuyển xuống hết rồi. Có, hôm nọ... cái này có, à, cái này có. Hôm nọ chuyển xa quá. Đấy. Cao nhờ, lên đây cao nhờ. Lên đây chưa là gì nhá. Ui dồi, còn mấy vả cua đây. Bốn cua liên tục nhau. Chỗ này là ba cua, cua M.
Có vác được không đây? Có vác đi được không đây? Vác được. Anh Sò có mấy đứa con nhỉ? Hả? Mấy đứa con nhỉ? 6 đứa con. 6 đứa con à? 6 đứa con. Ừ. 4 con gái, 2 đứa con trai. 4 đứa con gái, 2 đứa con trai à? 2 đứa con trai. Được rồi. Hơi bạ. Ây dạ. Ây dạ. Đấy, một mình anh Sò cân tất. Không phải nghĩ. Đây, các bác thấy nhá, qua một cái cua kia này, cua này lên này, cua này lên này, cua này lên này, đúng như hình chữ M luôn. Đấy, bác Sò khỏe không?
cào sâu vào đây, nốt một bao nữa này là hết rồi đấy. Nốt một bao nữa thôi, chiều làm tiếp. Chiều chắc chỉ trộn được 3 cối nữa là phải đi chở ấy rồi. Đấy, chỗ này đủ đẹp đấy. Hôm nay có thằng kỹ thuật kia cái nó khác ngay. Hôm qua nó yếu rời rợt quá. Trộn hết bao ấy thôi. Sắp được một nửa rồi đấy các bạn. Lên đến qua cái đoạn này là được một nửa này đấy. Bắt đầu từ vào kia là hơn một nửa nữa. Rồi, nốt cối này là cối cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay nha các bác nhá. Lấy bạt che đi. Bạt che đường thôi. Rồi cho nước vào cho trôi.
Rồi cào nốt chỗ này san cái là ok. Vừa ơi, em kéo nốt chỗ này cho nó ấy luôn đi, nó để xuống không? Máy cứ để đấy. Đó. Chiều trộn tiếp đến đoạn máy này thôi, xong là đi ấy, đi chở xi, đúng không? Chiều cần đổ đến chỗ máy là được rồi. Ôi không được, không được, được ông sò. Ông sò làm thế không được. Đợi tí. Đợi tí nha. Đây 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 có người xuống, đợi tí, đợi tí ông sò. Ông định lỗi vào đấy thì anh sò hải sản tươi sống trên ông chua ấy. Phòng buổi trưa nó có mưa. Đấy, chỗ này đổ nó căng đét lên như này cơ mà. Là như thế. Ngày mai anh về rồi lúc nào cũng phải nhớ là đảm bảo là độ dày này. Thứ hai là tỷ lệ xi trộn này nhá. Chiều mua thêm bạt để đựng xi ở dưới kia. Thằng kia liệu mai có đi làm được không? Chiều cu xi không có sóng à? Có điện chưa? Nhiều thôn bây giờ vẫn còn chưa có điện. Thế à? Ờ. Chú á? Đi đâu? Bà ngoại mất á? Chú, bố bà của mẹ vợ gì? À. Thế lại nghỉ rồi. Đi tối à? Không thì mai trở lên rồi, mai cứ nghỉ đi đám ma đi, xong là để cho đường nó khô, trở lên kia rồi xong là về là trở xi lên nữa là vừa đấy. À, một mình chú đi thôi gì. À. Nào, chè nốt cái này vào đi. Ông ngồi xuống nhá. Đảm bảo cho anh sò. Từ từ để kéo xong cái kia ạ. Tối nay đi về trong đêm chỉ sợ mưa. Sợ mưa sạt đường hôm qua ở Sùng Trái, Sùng Máng kia sập cả đá vào ô tô kìa. Sượt qua đầu ô tô kìa. Nguy hiểm lắm. Giờ này các bác đang xem công chiếu đến giờ tối, đang tối này là Thắng đang trên đường về. Ừ.
Xong hết chưa, che hết chưa? Đấy bảo mọi người xuống đây một tí nữa lại gọi nhau. Cơm đây, các bác ơi. Nhiều ngày đi sau này sướng nhờ. Xe máy veo phát. Sau này không biết là từ đây lên đến nhà thằng Xính là khoảng mất 15 phút không? Đi xe máy? Không đến đâu nhờ. Nếu mà có xe máy rồi là bọn này nó chạy không đến 15 phút đâu nha các bạn nhé. Từ kia đến nhà Xính là nhà cuối cùng. Không đến 15 phút đâu, chắc 10 phút thôi. 3 cây thì 10 phút thôi nhờ. Phút chạy 3 cây luôn đấy. 3 phút chạy 1 cây luôn đấy. Cơm cháo thế nào rồi? Xong chưa? Cá mú thế nào rồi? À được. Chuyển tay đây. À đấy. À, đấy con to cho các bác cái nha. Con to ở trên đúng không? À. Con bé cái tí nữa cắt nửa rồi còn đâu cho các bác ăn. Còn chai nước nào? Mỗi hai chai nước này thôi à? Ừ. Hả? Này không mang lên đâu. Nên nước này ở đâu ra? Nước này hôm qua uống vẫn còn ít trên này mà. Uống. Chưa mở đâu. Cắt tiếp cái con này ra một phần mình ăn làm sao hết được. Hôm nay nguyên cá thôi đúng không? Ừ. Cắt tiếp cá nữa ra cho các bác ăn. Mình ăn tí. Ăn nửa con. Đây mình ăn cắt đùi này. Lấy đoạn phần đuôi ăn. Còn đâu rồi? Phần trên. Đấy cho các bác ăn hết. Mình gọi là người ăn ké. Các ông hiểu không? Các ông đến đây là các ông ăn ké. Ăn trực của người ta. Khán giả cũng bình luận rồi. Bình luận chưa? Bình luận rồi. Nên các ông phải biết điều. Vâng, có mà. Sống là phải biết điều. Đúng rồi. Anh em mà nấu nướng á. Anh em trong chân phục vụ nha các bác nhá. Hộ mấy anh em thôi. Những người phía sau hậu đài, người ta gọi là đại hầu. Phải không? Đấy chia đôi ra. Từ ngày mình dạy tài bài này giờ tài nó áp dụng được phết đấy nhỉ. Mười phát như một luôn. Đấy, có thầy nó khác đúng không? Không thầy đố mày làm lên. Lấy thêm một cái lá nữa. Để ấy làm sao không để sao hết được. Thế thì lấy cái lá đây mình chỉ cần một lá thôi. Ừ, chạy ra lấy thêm một lá nữa, có nhiều mà quanh đây không có à? Lá đi. Lá đấy to mà. Lá cái to mà cái lá của mình mà. Lá nó ra để nó phải thừa ra một tí nữa ra cái giường người ta ngủ. Bỏ cái. Từ hôm có cái vỉ này hiệu quả phết đấy nhỉ. Nướng cá, nướng thịt cũng dễ. Đấy, bỏ hẳn cái phần to đấy cho các bác ăn. Đấy, sướng nha. Rồi, mình lấy phần kia. Hôm nay ba anh em ăn khúc cá rồi. Nhiều đấy, ba anh em thấy còn nhiều. Ăn trực đấy. Xong chưa các anh? Mời các anh các chú vào vị trí ẩn nấp.
điểm danh 6 người không sự này biết hết nhỉ. Bữa nào ăn cơm nấu cơm cho mấy anh em này chả lúc nào bây giờ đủ 7 người, hôm nay tự nhiên thấy mấy một người là phải hỏi thăm luôn. Thằng hôm qua bảo ốm đây, hôm nay chưa thấy đâu. Xuống củ rồi. Canh ấy là nồi có nhiều nha các bác nhá. Đấy. Cơm cá nhá, đúng theo yêu cầu các anh nhá. À. Nhiều quá, nhiều cá. Nhiều cá. Hôm nay anh sò thì chắc phải ăn nửa ăn cá kia. Thôi mì đây rồi, có đây rồi. Múc à, chia đôi à? Nếu là chiều em Thắng lại về rồi. Là lại chia tay anh em rồi. Là anh em ở lại vui vẻ nhá. Làm việc theo đúng chỉ tiêu mà Thắng bảo nhá. Chiều nay là mình cứ làm này, em Thắng lên cái khoảng 4 giờ là người ta đổ xi vào đây, mình sẽ chuyển xi lên. Kê cái thứ đảm bảo ở ngay cái chỗ lá này cho xi vào chỗ này. Nhá. Bạt nó sẽ có tí nhờ người mua bạt vào. Coi nó mỏ à? Cho các anh ngon miệng nhá. Đấy. Hôm nay có hai đầu bếp. Tới này phong cho các anh là siêu đầu bếp. Tranh mượn cái bát để xây cơm. Chuyên mì tôm với cá mắm. Rồi siêu đầu bếp. Sợ quá. Cơm đi bác. Có cái mua nhựa đấy. Ăn xong còn đi học tối. Đấy, ăn cá đi, phá cá ra ăn đi. Đấy, hôm nay nhiều cá đấy. Hôm nay con cá đấy là 2 cân, con cá bên kia là 1 cân 6. Lấy một nửa nữa là 8 lạng nữa. 2 cân 8 cá đấy, 6 người ăn. Ôi cháy trước thì... cơm bếp gà đi đâu là cháy. Có ông sự đòi hỏi nó vừa đấy nhá. Nấu được hai anh em nấu nó chưa cơm cháy ăn ngon, nhưng mà nấu mãi chả thấy bữa nào cơm nó cháy. Nào chuẩn bị bà ăn cơm đi. Cơm cháo bữa trưa các bác nhá. Ăn bữa trưa ngày hôm nay là một trong những cái bữa mà tối nay Thắng sẽ cố gắng ở lại đây ăn bữa nữa. Nhưng mà chạy trong đêm thì sợ vất không? Mưa. Không thì chắc là các anh em kéo tội tự nấu cơm thôi. Thắng giao bàn giao xi xong cái là khả năng Thắng về. Nhá. Không ở được tại vì thông cảm cho đường xa xôi quá. Đi đêm nó nguy hiểm, mưa gió. Đấy. Là hôm qua ở chỗ Sủng Trà đấy hay là cái gì đấy nó cũng có chỗ sạt lở đấy. Nguy hiểm lắm. Đi trời mưa, nửa đêm nó mưa cái thì... sự taxi dù là mệt. Anh em ở đây là mấy bữa là khán giả cứ bảo anh em ngồi ăn trực cũng phiền. Thôi thì anh em mình chiều xong là anh em mình rút quân cho nó sớm. Đấy, cơm mẹ. Có người bảo Thắng là sướng. Đi có người nấu cơm cho này. Rồi là ăn uống thì thích là thế nào thì ăn này, thoải mái này, vô tư này. Mỗi người có một cái sướng các bác ạ. Có nghĩa cái này nó nhiều lúc có thể mình đi ăn rau thôi nhưng mà mình vẫn sướng. Có nghĩa là cái đam mê mình thích nó cháy trong người, con người mình. Có người bảo đi bản đi hai hôm chán xèo chả muốn đi nữa. Các bác nhìn nhiều kênh người ta làm là biết. Nhưng Thắng có một cái đam mê đi bản mãnh liệt từ ngày Thắng còn chưa làm kênh. Thắng làm văn hóa ở cái huyện này. 99 thôn bản và 5 tổ khu phố, chỗ nào Thắng cũng mò đi. Thôi. Thôi em mời các bác ăn cơm. Mời các bác nhá. Các bác bác Sò ăn cơm nhá. Em ăn cơm nhá. Sò hôm nay ăn cá ngon. Cá ngon không? Ngon đấy. Thôi mời quý cô bác ăn cơm cùng ba anh em. Cùng sự taxi dù. Mã Văn Tài. Dài thế, không bẻ ra à? Bẻ mà có
một gói quyên bể à, hai gói. Cái lùng trong cái hai là liền nó sử dụng. Nếu có gì bạn đi chơi thì đi thôi thôi đi thôi. Nó cái là tan. Rồi, thằng kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo nhé.